lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống Xanh. Thưa quý vị, tham gia Công ước về cấm buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. Việt Nam có rất nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán và sử dụng sừng tê giác. Tuy nhiên, với niềm tin rằng sừng tê giác có thể chữa trị được bách bệnh, nhiều người đã chi trả cả 100 triệu đồng để có thể mua được sừng tê giác. Điều đó khiến cho Việt Nam là một trong số những quốc gia sử dụng sừng tê giác nhiều nhất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của loài động vật có tên trong sách đỏ này. Chính vì vậy, với chiến dịch chấm dứt sử dụng sừng tê giác, tập trung vào hai quốc gia sử dụng sừng tê giác nhiều nhất là Việt Nam và Trung Quốc đã được tổ chức với mục tiêu tăng cường ý thức của người dân trong việc bảo vệ sự tồn vong của loài động vật này. Theo công bố của tổ chức WWF, một tổ chức về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam, trong buổi lễ công bố mang tên chấm dứt sử dụng sừng tê giác được tổ chức tại Hà Nội, thì có tới 90% sừng tê giác được bán tại Việt Nam hiện nay là sừng trâu hoặc các loại sừng khác. Đây thực sự là con số đáng báo động khi hàng năm có rất nhiều người Việt Nam đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua và sử dụng loại sản phẩm này. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi muốn người dân nhận ra rằng việc sử dụng sừng tê giác chính là đang gián tiếp giết hại chúng. Và khi đã nhận thức được điều này, thì bằng nhiều cách, hãy nói với những người thân của họ, hãy chấm dứt việc mua sừng tê giác. Theo thống kê này, thì do thiếu hiểu biết mà tại Việt Nam, sừng tê giác đang được sử dụng để chữa bệnh và làm đồ lưu niệm. 1 kg sừng tê giác có thể bán được lên tới 65.000 USD, tương đương với 1,3 tỷ đồng Việt Nam. Cũng theo nghiên cứu này, thì sừng tê giác có cấu tạo từ chất keratin, một chất được tìm thấy ở móng và tóc người, hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh. Nguyên nhân sâu xa đó chính là việc hiện còn nhiều người dân Việt Nam nghĩ rằng chỉ một mẩu nhỏ sừng tê giác cũng có thể chữa được nhiều bệnh như là ung thư. Điều này đã làm gia tăng nhu cầu về sừng tê giác. Hơn nữa, giống Việt Nam, tại Trung Quốc, số lượng người sử dụng sừng tê giác cũng rất lớn, mà hiện những khung pháp lý của Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, nên những kẻ buôn bán sừng tê giác này đã lợi dụng để vận chuyển trái phép sừng tê giác sang Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc hiện được cho là hai quốc gia sử dụng sừng tê giác nhiều nhất và cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho số lượng tê giác bị giết hại tại Nam Phi ngày một tăng. Chỉ tính từ năm 2009 đến năm 2012, có tới hơn 4.000 sừng tê giác đã bị bán ra khỏi Nam Phi, và trung bình thì cũng tại nước này, mỗi ngày có tới 3 con tê giác bị giết hại. Tại Việt Nam, tê giác Java đã chính thức tuyệt chủng khi cá thể cuối cùng bị giết vào năm 2010. Các nhà khoa học cho rằng, mặc dù có tới 90% sừng tê giác là giả tại Việt Nam, cũng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài vật này và không có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Tôi nghĩ rằng không khó để có thể làm được điều này. Điều quan trọng là mỗi quốc gia cần có những khung pháp lý để có thể thắt chặt việc buôn bán này, bởi vì chỉ có một số lượng rất, rất nhỏ người sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam. Họ không dùng thì sẽ không có người bán. Và hơn nữa, phải làm cho họ hiểu rằng 90% sừng tê giác hiện bán là sừng trâu bò. Trước đây thì Đài Loan là nước dùng sừng tê giác nhiều nhất, nhưng giờ thì họ đã ra ngoài danh sách này, không chỉ tại Việt Nam, mà trên toàn thế giới. Cần tuyên truyền hơn nữa cho những tác hại của việc sử dụng sừng tê giác sẽ làm mất cân bằng sinh thái, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được chúng. Tê giác là các loài động vật nằm trong số 5 chi còn sống sót của động vật quốc lẻ, trong họ Rhinoceratida. Tất cả 5 chi nói trên đều có nguồn gốc ở châu Phi hay châu Á. Một số loài tê giác mới tuyệt chủng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân của sự tuyệt chủng này là do thay đổi khí hậu hay sự săn bắn của con người vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Các chứng cứ hiện tại cho thấy, chúng có lẽ đã sống sót qua nhiều thay đổi khí hậu cho đến khi người hiện đại xuất hiện và săn bắn bất hợp pháp đối với loài động vật đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp này.